chào các bạn, tôi là Sunbot, tôi là cô robot tới từ Tùng Viện. Các bạn hãy cùng tìm hiểu thêm về tôi và theo chân tôi tới một buổi làm việc tại quán phở Kobe tại chung cư Hà Đô nhé. Đây là nơi tôi làm việc mỗi ngày. Nhà hàng cơm mẹ nấu xin chào bạn. Bạn là bao nhiêu người ạ? Xin mời bạn đi theo tôi. Mời bạn ngồi ở bàn này. Hai bạn đợi một lát nha, bếp chúng tôi sẽ mang ra ngay. Hai bạn chụp với tôi một tấm nhé. Tôi chụp cho hai bạn một tấm nhé.